Hello, xin chào cả nhà. Tin vào giờ chót, coi như là hiện tại bây giờ là coi như là 5 giờ chiều ngày 5 tây tháng 11 tại Mỹ, thưa quý vị, tại giờ California, và cũng là 8 giờ tối tại New York đó, thưa quý vị. Tin coi như là quá tuyệt vời, hiện tại bây giờ là Trump đang dẫn trước, thưa quý vị. Wow, Trump đang dẫn trước. Bây giờ là coi như là đỏ lồm luôn rồi, quá đã luôn. Thì ông Trump, ông đã tiết lộ cái người sẽ gọi điện thoại đầu tiên nếu như mà ông bước chân vào Nhà Trắng, thưa quý vị. Quý vị biết là ai không? À, trong những thời khắc cuối cùng trước coi như là cái ngày bầu cử đó, thì coi như ông Trump ổng đã nỗ lực rất là nhiều tới những tiểu bang mà chiến trường để vận động tranh cử tại Bắc Carolina nè. Ông đã hé lộ một cái nội dung cuộc gọi đầu tiên nếu ông tái đắc cử là tổng thống Mỹ. Thì theo như cái tuyên bố của ông Trump đó, thưa quý vị, trong cái ngày đầu tiên nhậm chức ha, tổng thống, ông sẽ gọi điện thoại cho một cái người đồng cấp ở Mexico, quốc gia láng giềng phía nam nước Mỹ, để thông báo chính phủ Mỹ có thể áp thuế là 25% với những cái hàng nhập khẩu từ Mexico. Dễ sợ chưa? 25% quý vị. Đó. Rồi, ông Trump ông cũng đề cập tới một cái người là tân tổng thống của Mexico, tức là Claudia Sheinbaum Pardo. Đó. Và nhận xét bà này chắc hẳn là một phụ nữ rất là tốt bụng. Ông nói gì vậy quý vị? Ông nói rằng là tôi chưa từng gặp bà Claudia, nhưng tôi sẽ thông báo với bà ấy là ngay cái ngày đầu tiên tôi nhậm chức, hoặc sớm hơn, rằng nếu mà Mexico không thể mà ngăn chặn cái làn sóng tội phạm và ma túy tràn vào đất nước của chúng tôi, đó, thì tôi sẽ ngay lập tức áp thuế là 25%, tức là 25% đó quý vị, đối với mọi hàng hóa họ xuất sang nước Mỹ. Đó, ghê chưa? Cái lời phát biểu của ông đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông những cái người ủng hộ tại tiểu bang chiến trường Bắc Carolina, quý vị. Sau đó thì ông Trump ổng lại tiếp tục ám chỉ đến cái việc mà Bộ An ninh Nội địa Mỹ yêu cầu Quốc hội cấp tới 3 tỷ đô la chống lại những tình trạng di dân ồ ạt. Ông nói rằng là họ đã yêu cầu tới 3 tỷ đô la để mà xử lý, nhưng tôi sẽ làm ngược lại, tôi sẽ áp đặt cái mức thuế quan gần như là lớn nhất. À. Sau đó thì ông cũng cảnh báo cứng rắn về cái việc mà ông sẽ tăng cái mức thuế đối với coi như là hàng hóa nhập khẩu từ Mexico lên cao hơn nữa. Ông nói rằng là nếu mà áp thuế cao mà tình trạng di cư vẫn không cải thiện thì tôi sẽ tăng tiếp lên 50% luôn. Nếu vẫn không hiệu quả, tiếp tục tăng lên 75%, thậm chí là 100% luôn quý vị. Dễ sợ, ông Trump này không ghê được. Nói chung là cái nhập cư mà trái phép là một vấn đề phải nói rằng là chưa bao giờ hết nóng tại Mỹ. Mỗi năm mà hàng triệu người không có giấy tờ nhập cư và sinh sống làm việc bất hợp pháp tại quốc gia này. Và theo những số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Di cư New York đó, đến giữa năm 2023 thì cái số người nhập cư sinh sống trái phép bị phát hiện ở Mỹ vượt mức là 11,7 triệu người. Dễ sợ chưa? Tại nhiều cái tiểu bang mà coi như là chiến trường, nơi mà hai cái ứng cử viên giằng co khốc liệt để giành số phiếu bầu tổng thống như là Arizona nè, Nevada nè, đó là những cái vấn đề mà về những người nhập cư trái phép đó là ưu tiên hàng đầu của cử tri. Đó, trước đó trong suốt những chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 thì ông Trump ổng đã kêu gọi là xây dựng cái bức tường biên giới lớn hơn để mà ngăn cái dòng người di cư trái phép và bắt Mexico phải trả tiền xây dựng. Ngược đời dữ vậy, độc đáo chứ. Thì bây giờ chúng ta đang coi như là chờ đợi những giây phút coi như là nóng như là còn mấy tiếng nữa quý vị, còn mấy tiếng nữa thôi. Thì coi như là một số bang tại Mỹ đã bắt đầu kiểm phiếu bầu tổng thống rồi quý vị. À, mà hiện tại bây giờ đó là khoảng chừng coi như là một số những cái điểm bỏ phiếu đầu tiên ở miền đông của Kentucky và phần lớn là bang Indiana đã đóng cửa và bắt đầu là kiểm phiếu. Kết quả sơ bộ thì có thể sẽ được công bố sau đó thôi. Nhưng mà trong cái bối cảnh ông Donald Trump và bà Harris đang cạnh tranh sát sao á, thì có thể mất nhiều thời gian để tìm ra ai là người chiến thắng. À, ngay tại Việt Nam, thưa quý vị, dân Việt Nam họ cũng đang rất là nôn nao. À, rất nôn nao ha, để chờ đợi cái thông tin này. Bởi vì cái hiện tượng, cái sự kiện mà bầu tổng thống tại nước Mỹ là một sự kiện lớn, cả thế giới đều quan tâm. Đó, nó lớn lắm quý vị. Cho nên là người dân ở Việt Nam họ mà theo dõi chính trị đấy, họ đều quan tâm vấn đề này. Và bắt đầu từ 7 giờ sáng tại Việt Nam, 7 giờ sáng tại Việt Nam là coi như là 4 giờ chiều tại California nữa quý vị. Việt Nam hiện tại bây giờ là sáng ngày 6 tây tháng 11 nha.
thì 6 cái tiểu bang đã đóng cửa các điểm bỏ phiếu rồi. Trong đó có bang chiến trường là Georgia nè, sau đó là những cái bang Bắc Carolina, rồi Ohio, rồi Tây Virginia. Thì với những kết quả ban đầu đó từ Bắc Carolina đó và Georgia thì cái bức tranh về ứng cử viên nào có thành tích tốt hơn có thể bắt đầu lộ diện là. Thì các điểm bỏ phiếu cuối cùng sẽ đóng cửa vào lúc là 13 giờ cùng ngày vào giờ Việt Nam đó, 13 giờ Việt Nam tức là 1 giờ chiều đó. 1 giờ chiều của Việt Nam tức là bao nhiêu quý vị? Là 10 giờ tối tại California và cũng là 1 giờ. À cũng là 1 giờ tại là New York quý vị. Đó. Thì trước đó các bang mở cửa các địa điểm bỏ phiếu từ coi như là buổi sáng ngày 5 tháng 1 theo những giờ địa phương, bao gồm có những cái là tiểu bang giống như Arizona nè, rồi Connecticut nè, rồi Illinois nè, rồi Indiana nè, Kentucky, rồi Louisiana, rồi Missouri, rồi New Jersey, New York và Virginia. Đó. Thì đối với các thành phố có dân số từ 500 người trở lên á, thì các điểm bỏ phiếu có thể mở cửa từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối luôn. Trong khi đó là đối với những cái thành phố mà có cái lượng mà dân cư dưới mà 500 người đó, thì các điểm bỏ phiếu có thể mở cửa từ 6 giờ sáng đến khoảng coi như là 10 tối. Thì mở cửa từ 6 giờ 30 sáng có các bang như giống như là Ohio, rồi North Carolina và Tây Virginia. Trong khi đó thì các điểm bỏ phiếu mở cửa tùy thuộc vào các quận hoặc là thành phố của bang. Và năm nay đó, thì quý vị biết rằng là cái người dân ở các thị trấn là coi như là Deerfield North đó, thuộc khu vực của Green North Woods của bang New Hampshire đó, thì đã trở thành những cái người đầu tiên bỏ phiếu vào ngày bầu cử 5 tháng 1 là ngày hôm nay. Vào lúc là 0 giờ theo giờ Mỹ, ha, 0 giờ tức là coi như là khuya đó quý vị. Rạng sáng ngày 5 tháng đó quý vị. Đó, là vậy vậy đó. Coi như là kết quả kiểm phiếu cũng được công bố ngay, tức là 3 phiếu cho ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, 3 phiếu cho ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris, với khả năng là chiến thắng của cả hai ứng viên là ngang nhau. Và cuộc bầu cử Mỹ năm nay đó, bầu cử tổng thống Mỹ năm nay đó, thưa quý vị, thì coi như là sao? Rất khó đoán định, ngay cả đối với những chuyên gia nghiên cứu về bầu cử, theo cái kết quả cuộc thăm dò cuối cùng trước giờ bỏ phiếu do cái tờ báo là gọi là The Hills thực hiện đó, thì hai ứng cử viên này đang ở cái thế cân bằng trên cái phạm vi toàn quốc, cùng nhận được là 49,3% số phiếu ủng hộ. Nhưng mà đến thời điểm này, thưa quý vị, khi mà chúng tôi cập nhật được thông tin đó, thì ông Trump cũng đang nhỉnh hơn rất là nhiều rồi. Đó, rất là coi như là tuyệt vời của việc. Coi như là thông tin này, thông tin nóng, thông tin này coi như là rất là nghe rất là đã luôn. Đó. Thì ngay chỗ những cái chiến địa đó, thì ông Trump ổng mong sẽ có những cái chiến thắng lớn. Và bên phía của phe dân chủ cũng có cái kế hoạch quyết liệt quý vị. Đó. Coi như là kết quả kiểm phiếu ngay tại lúc này đó, tại một số những cái bang quan trọng cho thấy rằng là ông Donald Trump coi như là tạm thời dẫn trước coi như là bà Harris. Tuy nhiên thì cách biệt này nó cũng không có lớn lắm ha, không có lớn lắm. Cho nên là không biết là giờ chót là như thế nào nữa, nó còn nhiều vấn đề lắm quý vị, nhưng nó nhiều thứ đó. Chứ không phải là coi như là một cái cố vấn cấp cao của ông Trump á, thì ông tỏ ra rất là tự tin. Ông này ông tên là Lewandowski, ông tự tin lắm quý vị. Ông nói rằng là sao? Ông nói rằng là coi như chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cái quá trình chuyển giao quyền lực và đưa đất nước này trở lại đúng quỹ đạo của nó. Wow, giống như là MAGA đó quý vị, tức là Make America Red Again, ha, ông nói như vậy đó. Thì chiến dịch của ứng viên Đảng Cộng hòa cho rằng là con đường mà dễ dàng nhất đó để mà giành lấy cái ưu thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng đó là thông qua những tiểu bang giống như là Georgia nè, Bắc Carolina nè và tiểu bang là Pennsylvania. Đó, nó quá tuyệt vời. Thì coi như là vừa rồi đó quý vị, có những thông tin rò rỉ ra cho rằng là tự nhiên là cái máy để đếm phiếu gì đó của tiểu bang Pennsylvania nó bị hư hỏng gì đó quý vị. Đó, nó tào lao. Đó, không biết là cái vấn đề như thế nào ha. Rồi. Thì coi như là, nhưng mà kết quả sơ bộ thì cũng cho thấy rằng là bà Harris cũng có thắng ở với mình là một thành trì của Đảng Dân Chủ, chắc chắn rồi. Cái địa bang nào mà Đảng Dân Chủ thì bà Harris là bà thắng thế, đúng không ạ? Coi như là, và cũng có khả năng thắng ở cái địa bang là New Hampshire hoặc và Virginia nữa. Đó,
trong khi đó thì ông Donald Trump đó đang dẫn trước đối thủ ở hai cái bang, cụ thể là bang là Indiana là một nè. Đó, ông Trump chiếm tới 61% số phiếu bầu. Đó, và bà Harris chỉ có 37% thôi. Đó. Rồi tại Kentucky á, Kentucky thì ông Trump ổng dẫn trước với 71 phiếu bầu, bà Harris chỉ có là 28%, đúng không ạ? Rồi Indiana và Kentucky lần lượt có 11 và 8 phiếu đại cử tri lận. Đó, thì vào năm 2020 thì quý vị cũng đã biết rằng là ông Trump ông từng thắng ở Kentucky rồi, đúng không ạ? Kentucky rồi. Và ông Trump ổng cũng đang hy vọng là cái kết quả cuối cùng ở là cái Bắc Carolina sẽ coi như là tuyệt vời, đúng không ạ? Và đội ngũ của ứng viên Đảng Cộng hòa thì cũng đang hồi hộp ha, nhưng chúng ta cũng đang rất là hồi hộp để sao, để chờ đợi kết quả tại Bắc Carolina, bởi chiến dịch của ông đã dốc hết sức tại bang này rồi. Và ông Trump đã dành 3 ngày trước bầu cử chính thức ở cái bang Bắc Carolina này để làm gì? Để khuyến khích cử tri tham gia cái cuộc vận động tranh cử, tận dụng cơ hội để bỏ phiếu sớm. À, thưa quý vị, ngoài ra thì đội ngũ của ông Trump á, cũng đặc biệt lo ngại vì cái số lượng phụ nữ tham gia bỏ phiếu sớm nhiều hơn nam giới tại các bang này gây bất lợi cho ông. Cái cuộc vận động tranh cử đã được truyền thông rộng khắp tại những tiểu bang, nhưng mà số người tham dự, thưa quý vị, thì sao? Thì không có đông đảo lắm. Các cố vấn cấp cao hy vọng những cái nỗ lực cuối cùng này sẽ giúp cho ông Trump giành chiến thắng ở tiểu bang Bắc Carolina, quý vị ha. Đó, thì coi như là hồi sáng này cũng có những thông tin máy bỏ phiếu gặp sự cố. Ngoài cái tiểu bang Pennsylvania ra còn có tiểu bang là Iowa nữa. Iowa cũng gặp sự cố luôn. Tức là ngay tiểu bang Iowa đó có những cái quận nó giống như là quận Story ở miền Trung của Iowa gặp những trục trặc gây lo ngại về chậm trễ về những kết quả báo cáo. Thì cái người mà phát ngôn tại văn phòng thư ký của bang Iowa tên là bà Hunt đó, bà Ashley Hunt thì bà cho biết rằng là chính quyền cũng đang làm việc với nhà cung cấp để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Và quan chức này cũng khẳng định rằng là gì quý vị? Khẳng định rằng là cái sự cố không có ngăn cản cử tri bỏ phiếu, nhưng có thể ảnh hưởng đến tốc độ báo cáo kết quả. Đó, giống như quý vị thấy rõ ràng không? Vào cái năm 2020 đó quý vị, đúng không ạ? Cũng năm 2020 đó, 10 giờ khuya, 11 giờ khuya, nhìn lên màn hình thấy xanh lầy xanh lét à. Nhưng mà tới sáng, tới rạng sáng tự nhiên nó nhìn màn hình 11 giờ khuya thấy nó đỏ lờm quý vị. Nhìn màn hình thấy nó đỏ lờm mà. Toàn là Cộng hòa nó đỏ lờm mà. Sao tới tự nhiên tới rạng sáng tự nhiên nó xanh lè xanh lét không biết nữa. Đó, mình cũng chả biết ha. Cho nên là mình cũng mong rằng là đây là một cuộc tranh cử nó công bằng, văn minh, lịch sự. Nói chung là cái đảng phái nào mà cũng là muốn giúp cho đất nước là giàu mạnh hết á. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta tin tưởng vào cái vị mà cái vị lãnh đạo nào đó thì chúng ta bầu cho là vị lãnh đạo đó và chúng ta mong chờ cái vào kết quả mà tốt nhất đó. Thì có và cập thông tin nhanh cho quý vị như vậy ha, thông tin rất là nhanh. Thì coi như là thưa quý vị, các điểm bỏ phiếu ở nhiều bang chiến trường bắt đầu đóng cửa rồi. Vào coi như là 7 giờ tối hôm nay nè, tại bờ đông đó, thì coi như các điểm bỏ phiếu đóng cửa tại một số bang trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả những bang chiến trường quan trọng giống như Georgia. Thì khoảng là 10 điểm bỏ phiếu ở một số những cái hạt của Georgia sẽ mở cửa muộn hơn do ảnh hưởng bởi các mối đe dọa làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu đó. Các bang mà đóng cửa những cái điểm bỏ phiếu và số phiếu đại cử tri mà mỗi bang có đó, lần lượt như là bang Georgia nè, là 16 phiếu nè, 16 ha, rồi coi như là India là 11 nè, Kentucky là 8 nè, South Carolina là 9 và Vermont là 3 và Virginia là 13, thưa quý vị. Đó là những cái điểm mà bỏ phiếu đó quý vị. Thì cái ông mà thẩm phán của tiểu bang là thẩm phán của cái hạt là Faith Yes của cái tiểu bang Pennsylvania đó, thì ông yêu cầu là Washington Township gửi cái phiếu bầu đến cục bầu cử hạt để mà kiểm đếm khi quá trình bỏ phiếu kết thúc. Trước đó thì thẩm phán bầu cử của Washington Thorship Vincent Mattha cho biết rằng là cái ý định mà ban đầu của ông là lấy cái phiếu này ra khỏi cái gì quý vị? Ra khỏi cái gì? Thùng và kiểm tra hoặc là đếm tay những phiếu bầu của từng cái ứng cử viên của tổng thống sau khi mà đếm bỏ cái điểm bỏ phiếu đóng cửa. Tuy nhiên dù đã được các giám đốc bầu cử và những luật sư thông báo là không thể hành động ngoài cái quy định bằng cách kiểm phiếu thủ công được cho từng ứng viên được,
mà ông Marita là vẫn tuyên bố sẽ thực hiện việc kiểm đếm phiếu này tại cái khu vực bỏ phiếu đó. Thì nếu thẩm phán phán bầu cử của Washington Township không có tuân thủ, văn phòng cảnh sát hạt sẽ cử một cái đội hộ tống hỗ trợ một cái nhân viên bầu cử mang tài liệu bỏ phiếu đến cục bầu cử hạt của cái như là Fayette theo như đúng quy định ha không ạ. Thì cái phán quyết của thẩm phán hạt Fayette này cũng là yêu cầu văn phòng cảnh sát hộ tống tương tự đối với bất kỳ khu vực bỏ phiếu nào khác ở địa phương này đó, tức là đang hành động ngoài thẩm quyền được quy định trong bộ luật bầu cử của tiểu bang quý vị. Và cuối cùng thì ông Trump ông nói một câu là ông sẽ không có tha bất cứ sai sót nào trong quá trình kiểm phiếu cả. À, cái này mới hay đó quý vị nè. Ông Trump ông sẽ lặp lại chiến lược sử dụng nhiều năm qua, biến bất kỳ sai sót nhỏ nào, dù là lỗi công nghệ hay lỗi con người tại các điểm bỏ phiếu, thành một câu chuyện về gian lận bầu cử nha quý vị nha. Đó. Hiện tại bây giờ thì ông Trump ông đã dẫn trước với hơn là 63% phiếu ủng hộ rồi. Tính đến coi như là sao quý vị? Tính đến là coi như là thời điểm hiện tại này. Đã chưa? Đó, ông Trump đã nhận được là tới là 129.612 cái phiếu bầu ủng hộ, đạt tới 63.1% số phiếu được kiểm. Trong khi bà Harris chỉ nhận được có 73.246 phiếu thôi, ủng hộ thôi, đạt là 35.7% thôi quý vị. Wow, quá đã luôn. Như vậy thì Quốc Võ sẽ cập nhật thông tin cho quý vị trong thời gian sớm nhất nha. Bây giờ là coi như là mình tạm thời mình biết tin như vậy thôi. Mình sẽ coi như nghe ngóng thông tin tiếp. Và hiện tại bây giờ là ông Trump đang dẫn trước. Ông dẫn trước cho quý vị nha. Ông Trump đang dẫn trước với coi như là với một cái số phiếu bầu như là quá đã, quá tuyệt vời. 63%. À. Chào tạm biệt quý vị và chúc cho mọi người tốt lành nha. Bây giờ xin mời quý vị hãy xem được một clip đặc biệt sau đây là clip khuyến mãi về những sản phẩm của Quốc Võ. Bởi vì hôm nay là một ngày vui nha quý vị nha. Mình khuyến mãi tuyệt vời luôn. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Xin chào tất cả quý vị, hôm nay có một cái đợt khuyến mãi tuyệt vời về những sản phẩm giống như là collagen, đông trùng hạ thảo, fucodan, trà sitaba và những tặng phẩm tuyệt vời. Đầu tiên Quốc Võ muốn nói về cái collagen thưa quý vị. Collagen mới vừa về từ Nhật Bản luôn quý vị. Đó. Hôm nay hả là có một cái đợt khuyến mãi tuyệt vời luôn. Chúng ta là mua 2 tặng 1 và được tặng thêm một cái hộp gọi là thuốc phổi. À, chuẩn bị là mùa lạnh sắp tới nha quý vị nha, chúng ta cần cái thuốc phổi nè. Thuốc phổi này nè. Thì hiện tại bây giờ có khuyến mãi là mua 2 tặng 1, tặng một hộp thuốc phổi, hoặc là chúng ta mua 6 tặng 4 thì sẽ được tặng 2 hộp thuốc phổi này thưa quý vị. Nha quý vị nha. Mua 2 tặng 1, mua 6 tặng 4. Đó. Và chúng ta là những cái người coi như là đã từng xài qua collagen rồi, chúng ta có biết là công dụng tuyệt vời về collagen. Cho nên quý vị hãy mau order. Không? Collagen. Số thoại là 714-247-9474 nha. 714-247-9474. Gặp Quốc Võ nói rằng là mua 2 tặng 1, mua 6 tặng 4 và được tặng thêm thuốc phổi nha quý vị nha. Nhanh ủng hộ. Rồi, cái món hàng thứ hai là đông trùng hạ thảo thưa quý vị. Hộp đông trùng hạ thảo đây. À, đông trùng hạ thảo được sản xuất tại Mỹ 100%. Thì bây giờ đó là có một cái khuyến mãi tuyệt vời luôn. Nếu chúng ta mua coi như là một hộp đông trùng hạ thảo được tặng một chai dầu Tibet. Nếu mà chúng ta mua 2 hộp đông trùng hạ thảo này, chúng ta được tặng một cái hộp trà Ashitaba và một cây dầu Tibet này quý vị. Đó, đã chưa? Chỉ có là bao nhiêu quý vị? 200 đồng một hộp thôi. Nếu mua một hộp này sẽ được tặng một cây dầu Tibet, và nếu mà mua 2 hộp đông trùng hạ thảo sẽ được tặng là một cái hộp trà Ashitaba và một cây dầu Tibet nha quý vị nha. Đó. Thì đó là cái đợt khuyến mãi về coi như là Cordyceps, tức là đông trùng hạ thảo đó. Mau điện thoại, số điện thoại là 714-247-9474 nha quý vị nha. 714-247-9474. Sản phẩm thứ ba là sản phẩm là Fucodan. Fucodan rất tuyệt vời luôn, sản xuất tại Mỹ 100% từ tinh chất của Nhật Bản thưa quý vị. Đó, được FDA chứng nhận coi như là toàn diện. Cũng là 200 đồng một hộp thôi. Nếu quý vị nào mà mua một hộp Fucodan á thì được tặng một cây dầu Tibet, và nếu quý vị nào mua 2 hộp Fucodan thì sẽ được tặng một cái hộp trà Ashitaba và một cây dầu Tibet. Quý vị có thể là mình chia sẻ nhau bằng cách là thí dụ mình mua một hộp Fucodan và một hộp đông trùng hạ thảo cũng được luôn. Mua một cặp này cũng được quý vị. Mua một hộp này, cộng lại là 2 hộp, hoặc là mua 2 hộp này, hoặc là mua 2 hộp đông trùng vẫn được quý vị, vẫn được tặng một hộp trà và một cây dầu Tibet nha. Đó, rất tuyệt vời. Số điện thoại của Quốc Võ là 714-247-9474. Chúng ta coi như là gọi điện thoại số đó để chúng ta được hỗ trợ thêm về những cái tính năng tuyệt vời của những sản phẩm này. Đó. Và nếu như quý vị nào mà mua trà thì coi như là
hộp trà này giá là 65 đô la cho một hộp này. Nhưng mà trong cái buổi khuyến mãi này, quý vị nào mua coi như là mua 4 hộp sẽ được tặng một hộp thưa quý vị. Nha quý vị nha. Mua 4 hộp được tặng một hộp trà này. Đó. Mang vào điện thoại cho Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474 để tư vấn thêm về những cái công dụng tuyệt vời của những sản phẩm Quốc Võ vừa mới trình bày. Số điện thoại là 714-247-9474 nha quý vị nha. Ok, xin chào tạm biệt quý vị.